Chào các bạn, mình là Phương TK. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay lại có một video chia sẻ nhỏ nữa với các bạn. Hôm nay mình có một cái lệnh mà mình sẽ sử dụng trong cái video này. Thì mình có một bản vẽ như thế này. Thì bây giờ giả sử như mình muốn chỉ muốn à, gửi cho một cái đơn vị à, hoặc là gửi cho khách hàng cái phần mà mình à, quét ở đây, thì chúng ta có thể làm cách nào? Thật ra thì các bạn có rất là nhiều cách, các bạn có thể xe vờ cái file này ra và các bạn uh, xóa hết những cái phần linh tinh này đi Để cho nó sạch sẽ Đấy thì chúng ta sẽ được một cái file uh, Thật ra thì chúng ta có một cái lệnh uh, Nó nhanh hơn rất là nhiều với cái việc mà chúng ta xe vờ file này ra và chúng ta xóa những cái phần kia đi Thì đây là cái lệnh của ngày hôm nay uh, Là cái lệnh này, lệnh wipe block Thì uh, chúng ta sử dụng cái lệnh này Sau đó thì các bạn bấm vào lệnh thì nó hiện lên một cái phần ở uh, đây Drive Block này hiện lên một cái phần bảng như thế này thì chúng ta làm tương tự như cái phần mà chúng ta làm một block đây thôi các bạn chọn cái phần đối tượng mà các bạn muốn xe vào ra này Đó, giả sử như mình bỏ phần này đi này Đấy. thì mình chọn được hết các phần đối tượng này rồi ok chọn đường link Đó, giả sử như ở đây của mình nó là bản vẽ chẳng hạn ok cái đây các bạn chọn thêm cái phần Lưu file để 207 đi. OK, đơn vị chọn pick point, cho thêm một cái pick point vào đây. Vậy là xong. Vậy là các bạn đã lưu được một cái phần à, bản vẽ mà các bạn mong muốn ra màn hình, à, ra cái phần à, đường link đây thì mình đang lưu ra màn hình nhưng bây giờ giả sử như mình mở cái phần file nó lên thì nó như thế nào? Đây, đây là cái file mà chúng ta vừa lưu ra, nó rất là gọn gàng sạch sẽ. Nếu mà các bạn cẩn thận thì các bạn pu à, thêm một cái, xem mà nó có mất gì không. OK, đó. Thì thật ra khi các bạn lưu thì không, cũng chắc cũng không cần phải PU đâu vì nó đã sạch sẽ như thế này rồi. À, OK, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần video nhỏ này. Hy vọng rằng nó sẽ có thêm một kiến thức cho các bạn khi các bạn gửi cho khách hàng những cái phần bản vẽ mà mình mong muốn.